Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ lại cùng các bạn cây hoa anh mộc hay còn gọi là cây dúi. Cây này được mình nuôi cách đây 4 năm và mình có làm demo và video mình để ở phần miêu tả để chia sẻ cùng các bạn. Cách đây 4 năm mình năm 2020 mình có làm video và mình cắt phôi demo, vẽ demo luôn để hướng tương lai luôn. Thì mình có dự kiến là 3 năm nó sẽ thành phẩm. Nhưng mà cái dự kiến của mình nó không được như mong muốn các bạn. Hiện tại bây giờ 4 năm rồi mà cây của mình vẫn chưa thành phẩm. Nó chỉ còn một số tay cành nó đã chưa hoàn thiện các bạn. Thì mình mới đầu mình không tính nuôi cái thằng này. Mình nuôi một chi nhỏ như này xong mình bỏ đi. Bây giờ mình thấy nó này trống, mình đã phải nuôi thêm. Thì nuôi thêm thì các bạn thấy này, mình thả nó ra. Nó dài từ trong thân cây này ra ngoài tới ngoài này, nó dài khoảng 1,5 mét thì mình vẫn chưa cắt được các bạn. Tại vì sao? Tại vì cái tỷ lệ của thằng này với thằng này nó vẫn chưa cân xứng. Thằng này thì nó to mà thằng này thì nó nhỏ, thì mình phải nuôi cho nó vài tháng nữa cho thằng này nó to ra. Thằng này to ra các bạn thì mình phải thả cái ngọn nó ra thì nó mới ra nha các bạn. Thì nhiều bạn hỏi mình là cái dúi này có hoa trái không? Đây các bạn thấy chưa, cái dúi này của mình là cứ có ngọn có cành, nó già nó ra hoa nó trái này các bạn này, ra hoa này. Đó, đầu cành ra hoa hết nha. Cây này mình mới thay đất. Tại vì hôm bữa mình để chỗ nhỏ, các bạn thấy cái hình chỗ nhỏ này, mình đưa vào chỗ lớn để mình nuôi cho nó nhanh hơn. Đó, chỗ lớn nhanh hơn cho ăn phân để cho nó nhanh. Còn cái cây mình nuôi chung với cây này cùng một ngày, mình làm cùng một ngày và mình cùng làm video luôn các bạn, thì cái cây nó thành phẩm rồi. Thành phẩm rồi các bạn, và mình đi chơi nhiều mấy lần rồi. Và mình cũng đi với giao lưu cơ đó rồi, còn cây này thì nó vẫn còn nằm ở đây. Thì các bạn có thể biết là các bạn nuôi bonsai, các bạn sẽ thấy nuôi nhiều cây, 5 cây, 10 cây, nhưng mà chỉ có vài cây gọi là nó đúng ý mình và nó thành phẩm thôi, chứ không phải cây nào cũng thành phẩm theo ý của mình các bạn. Thì mình đây nuôi hai cây mà cái cây này thì nó sâu, tại vì cây này mình nuôi cái tỷ lệ tay cành nó to hơn các bạn, nó lực hơn thì nó thời gian sẽ dài hơn cái cây kia. Và đây các bạn này, đó, cái cây này có bộ củ rất là đẹp các bạn thấy nha. Này, củ nó vặn vô này, đó, nó vặn, nó lắc lư, nó nhìn, nó cắm trong đất nhìn rất là vững nha. Đó, bây giờ mình phải nuôi thêm đằng sau này nữa các bạn. Đằng sau các bạn thấy này, đằng sau này nó không mọc ra những nhánh chỗ này, đúng là mọc đầy nhánh không mọc. Thì bây giờ mình bắt buộc lại mình phải nuôi thêm thằng này các bạn. Đó, mình phải nuôi thêm thằng này để cho nó nấp khoảng trống chỗ này, nó khoảng trống chỗ này đây. Đó, tại vì nó không ra đây, nhưng mà không sao hết các bạn, mình lại phải thả hoang thằng này ra. Các bạn thấy thì mất ít nhất phải 1 đến 2 năm nữa cái cây này nó mới thành phẩm. Đó, các bạn thấy không, một thời gian nuôi quá dài, tức là mình nuôi cây này 4 năm, nếu 2 năm nữa thì nó khoảng 6 năm mới thành phẩm một cây bonsai. Đây các bạn thấy này, cây này nó khoảng 30 chứ nhiêu các bạn, nhưng mà các bạn thấy là nuôi rất là lâu nha, chứ không phải là nhanh đâu. Mình có làm video đó, mình đăng ngày tháng đàng hoàng để làm bằng chứng cho các bạn biết là cây mình nuôi lâu thế nào, chứ không phải là mình nuôi 1-2 ngày rồi một hai năm rồi ít bữa là xong nữa các bạn. Mình nuôi thả cắt chật, đây các bạn thấy vết sẹo mình cắt này, này nè, bạn thấy không, cắt này, các bạn này, cắt chi chít luôn. Ngay chỗ này 1, 2, 3 các bạn thấy không, chút xíu chỗ này thôi nó 3 cái vết sẹo thì nó mới dịch cây. Đây các bạn này, đây sẹo các bạn, chi chít luôn. Thì sau này nó rút lại cây nó mới đẹp các bạn, đấy sẹo quá trời sẹo các bạn thấy không. Đó, thì để nuôi một cái cây mà để cho nó ra cái cây ấy các bạn, thì nó đòi hỏi cái quá trình thời gian nó khá lâu, tùy theo cái cách mình nuôi, rồi tùy theo cái mình nuôi, kỹ thuật nuôi này, rồi thể trạng của cây nữa, các bạn chăm sóc nữa. Chứ không phải cây nào mình nuôi nó cũng ra cây các bạn. Thì hôm nay mình quay và mình chia sẻ lại cùng các bạn để các bạn hình dung được là cái cây của mình lúc trước và cây lúc sau thế nào. Thì mình sẽ để cái đường link vào cái phần mô tả và cái phần comment cho các bạn. Bạn nào muốn xem lại cái video demo cây này lúc đầu thì các bạn có thể vô xem nha các bạn, để mình biết được cái quá trình lúc đầu nó hình thành như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.